các vương quốc cổ đại mất tích bí ẩn trong lịch sử Trung Hoa. Thứ nhất, vương quốc cổ Thục. Căn cứ theo văn hiến ghi chép, khoảng 3.000 năm trước công nguyên, hoàng đế cưới con gái của Thục Sùng Thị làm phi, hạ sinh Tảm Tông. Tiên đế sớm nhất của nước Thục là Tảm Tông, Bách Hoạch, Ngư Phu. Ba thế hệ sau là Vọng Đế Đỗ Vũ, Miết Linh hoặc cũng nói là Bố Trạch. Cũng giống như nhà thơ Lý Bạch từng bùi ngùi than thở rằng, Tảm Tông cập Ngư Phu, khai quốc hà mang nhiên. Tảm Tông và Ngư Phu khai mở giang sơn mênh mông. Năm 316 trước công nguyên, Tần Huệ Vương phái đại phu Trương Nghi từ Mã Thác xuất binh thảo phạt nước Thục. Quân đội nhà Tần dũng mãnh tiến công, đánh bại quân Thục, Thục Vương cũng mất mạng trên chiến trận. Quân đội nhà Tần thuận lợi công chiếm đô thành của nước cổ Thục. Cũng trong mùa đông năm đó, Trương Nghi dẫn binh về hướng đông, thảo phạt nước Ba, dắt ba vương làm tù binh, nước Ba hoàn toàn diệt vong. Thứ hai, vương quốc cổ Tư. Vào khoảng năm 2170 trước công nguyên, Hà Khải giết Bá Ích, phong cho con trai thứ của Bá Ích là Nhược Mộc làm vị quân chủ đầu tiên của nước Tư. Nước Tư cũng vì vậy mà được sinh ra. Sau khi Hạ Khải chết, Thái Khang lên ngôi nhưng lại bị quân chủ của nước Thục là Hậu Nghệ giết chết, lập Trọng Khang làm vua. Sau đó, Trọng Khang cũng qua đời. Hậu Nghệ tự xưng mình làm vương, cuối cùng bị chính thân tính của mình là Hàn Trác giết chết, soán ngôi. Năm 936 trước công nguyên, Chu Mục Vương năm thứ 13 đến 17, Chu Mục Vương ra lệnh cho Sở Quốc xuất binh phạt Tư. Tư Hiển Vương bỏ nước trốn chạy, nhưng cuối cùng bị truy quân áp sát, nhảy xuống biển mà chết. Mùa đông năm 512 trước công nguyên, Chu Kính Vương năm thứ 8, nước Ngô phạt Tư, nhấn chìm nước Tư. Tử Vương Trường Vũ chạy đến nương nhờ nước Sở, từ đó về sau nước Tư không còn quốc hiệu. Thứ ba, Vương quốc Đông Hồ. Đông Hồ là một quốc gia phương Bắc cường mạnh trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Năm 206 trước công nguyên, thời kỳ Hán Cao Tổ, Mặc Đốn giết chết cha mình là Đầu Mạn, tự lập bản thân làm thiền vu, thống lĩnh bộ tộc Hung Nô cai trị phía tây của cao nguyên Mông Cổ. Đồng Hồ Vương cho rằng Hung Nô yếu thế dễ ức hiếp, đầu tiên phái người đến Hung Nô đòi hỏi thầy tử của Mặc Đốn, ngoài ra còn có ngựa tốt. Sau đó lại muốn chiếm hữu vùng đất biên cương giữa Hung Nô và Đồng Hồ. Mặc Đốn tức giận nói, địa giả quốc chi bổn giã, nại hà giữa chi, tức là đất đai là của tổ quốc, hà có thể trao cho kẻ khác. Sau đó, quyết định cử binh thảo phạt Đông Hồ. Người Đông Hồ không có sự chuẩn bị, thất bại thảm hại, nước Đông Hồ cũng vì vậy mà diệt vong. Thứ tư, Vương quốc Ô Tôn. Năm thứ hai, thế kỷ đầu trước công nguyên, Ô Tôn Vương Nan Đầu Mỹ bị người của Nguyệt Thị giết chết. Ấu Tử, Liệp Kiều Mỹ được Mặc Đốn thiền vu nuôi dưỡng thành người, sau này phục hưng cố quốc. Năm 101 trước công nguyên, công chúa giải ưu của nhà Hán gả cho quân chủ của Ô Tôn là Tô Mỹ ở vương quốc Ô Tôn. Công chúa giải ưu tổng cộng được gả cho ba vị Ô Tôn Vương thuộc ba thế hệ khác nhau. Nàng cũng thị nữ Phùng Điêu tận lực nâng cao mối quan hệ giữa Ô Tôn và Hán Triều. Giai đoạn này, hai quốc gia thân thiết như một nhà cùng nhau kháng lại Hung Nô. Vào thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bắt đầu chậm chạp lấn chiếm, Ô Tôn bị ép phải rời về phía Tây đến núi Thông Lĩnh. Không lâu sau đó cũng dần dần diệt vong. Nước Ô Tôn chỉ còn là một danh từ để ghi chép lại trong lịch sử. Thứ năm, Hán quốc Hung Nô. Thời kỳ đầu Tây Hán, đại lục Trung Á thuộc về Hung Nô. Hán Vũ Đế bị Hung Nô lăng nhục, hạ quyết tâm không tiếc trả bất cứ giá nào cũng phải khiến cho Hung Nô triệt để biến mất. Hán Vũ Đế rất may mắn có được đại tướng quân Vệ Thanh Túc Trì Đà Mưu tài năng hơn người. Ngoài ra còn có Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh kiều dũng thiện chiến, sinh ra đã là khắc tinh của người Hung Nô. Hung Nô bị đánh bại, chất chi thiền vu trốn chạy về phía Tây, ngày nay là Turkestan. Năm 36 trước công nguyên, giáo úy Trần Thang nhà Tây Hán phát một câu thề làm chấn động cả thiên hạ, chính là minh phạm cường Hán giả, tùy viễn tất chu. Nghĩa là, kẻ mạo phạm đến Hán triều của ta, cho dù chạy về phía xa cũng nhất định phải giết. Nhà Hán một lần nữa xuất binh đến Sở Hà tập kích, chém đầu chất chi thiền vu. Những người Hung Nô cùng chất chi thiền vu trốn chạy đến bờ Uy Hải, vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Thẳng đến cuối thế kỷ thứ tư, hậu duệ của họ vượt qua sông Volga và sông Đông để xâm nhập châu Âu, thì tung tích của người Hung Nô mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của nhân loại. Thứ sáu, Vương quốc Cổ Ba. Ba là một bộ lạc cổ lão,
được ghi chép lại trong lịch sử bắt đầu từ thời Ngũ Đế trong truyền thuyết. Trong Sơn Hải Kinh có ghi, Tây Nam có bà quốc, Thái Hậu sinh Hàm Điểu sinh Thừa Ly sinh Hậu Chiếu thị Thủy Vi Ba Nhân. Hậu Chiếu được xem là thủy tổ của người Ba, cho rằng Thái Hậu là tổ tiên xa xôi của người Ba. Người Ba sinh sống ở vùng Trung Lưu của lưu vực Hán Thủy, cuối cùng chuyển đến Tứ Xuyên Đông Bộ. Vào thời Trung Diệp nhà Thương xuất binh thảo phạt nước Ba, nước Ba chiến bại, phải nạp cống, phục dịch cho nhà Thương Vương. Năm 316 trước công nguyên, nước Cổ Thục tấn công nước Ba cầu cứu nhà Tần. Quân Tần Nam hạ diệt nước Thục, thuận tay cũng tiêu diệt nước Ba. Thứ 7. Vương quốc Điền. Sau khi người Hán phát hiện ra nước Điền, thì không bao lâu sau, nước này cũng biến mất. Dựa vào sử ký ghi chép, năm 109 trước công nguyên, Tây Hán Nguyên Phong năm thứ 2, Tây Hán Vũ Đế phát binh tấn công Điền Quốc. Điền Vương quyết định quy phục, từ đó, nước Điền chính thức trở thành một phần giang sơn của nhà Hán. Thứ 8. Vương quốc Sơ Lạc. Năm 60 trước công nguyên, nước Sơ Lạc chính thức quy phục Vương triều Trung Nguyên. Từ đó về sau cùng với các vương triều Trung Quốc luôn duy trì một mối quan hệ chặt chẽ giữa chính trị và văn hóa kinh tế. Năm 649, Trinh Quang năm thứ 23, quân đội nhà Đường đoạt lại Quy Tư, Sơ Lạc từ trong tay người Đột Quyết, sau đó hai nơi này đều được phủ đô hộ An Tây cai quản. Năm 675, Thượng Nguyên năm thứ 2, thành lập phủ đô đốc Sơ Lạc. Phủ đô đốc Sơ Lạc cai quản các khu vực Tây Đạt thống lĩnh ở Taskogan ngày nay, Đông Bắc là Asu ngày nay, Đông Nam là Bỉ Sơn ngày nay. Nơi này cũng là khu vực rộng lớn nhất trong bốn trọng địa của Tây An. Thứ 9. Vương quốc Nam Việt. Cuối thời nhà Tần, chiến tranh Sở Hán diễn ra giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Nhân thời cơ này, Nam Hải quận úy Triệu Đà lập ra nước Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vũ Vương, đóng đô ở Phiền Ngu. Nam Việt là nước có chính quyền cát cứ, cắt chiếm riêng một vùng đất phong kiến đầu tiên ở lĩnh Nam, thống trị lĩnh Nam hơn 93 năm. Năm 196 trước công nguyên, dưới sự khuyên bảo của sứ giả nhà Hán, Lục Cổ, Triệu Đà quyết định quy phục, xưng thần, tiếp nhận vương ấn Nam Việt do Hán Cao Tổ ban cho. Từ đó, Nam Việt trở thành một phiên quốc thuộc về Hán Triều. Năm 112 trước công nguyên, cuối cùng Lữ Gia và một số người khác cùng nhau tạo phản, giết chết quốc vương Triệu Hưng, Cổ Thái Hậu và sứ giả nhà Hán. Sau khi nghe được tin tức này, Hán Vũ Đế đại nộ điều 10 vạn binh mã cấp tốc tiến công Nam Việt. Mùa đông năm 111 trước công nguyên, Nam Việt chiến bại. Lữ Gia và Triệu Kiến Đức trốn chạy nhưng vẫn bị bắt giữ. Nước Nam Việt hoàn toàn bị diệt vong. Thứ 10. Vương quốc Mân Việt. Năm 334 trước công nguyên, Việt Vương Vô Cương cùng Sở Úy Vương tác chiến, kết quả thất bại và bị giết chết. Việt Vương tộc còn sống sót chuyển đến Phúc Kiến, thành lập Vương quốc Mân Việt, sau này trở thành một trong những vương quốc có thế lực hùng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Trung Quốc. Căn cứ theo thuyết văn giải tự giải thích thì Tử Mân là tên một loài rắn phía đông của Nam Việt. Sau khi người Việt chuyển đến Phúc Kiến mới được gọi là Mân. Năm 110 trước công nguyên, Mân Việt thoát ly khỏi bản đồ nhà Hán. Vì vậy, Hán Vũ Đế phái quân đến tiêu diệt Mân Việt. 11. Hán quốc Thổ Cốc Hôn. Thổ Cốc Hôn vốn dĩ là tên của một người, đó là Mộ Dung Thổ Cốc Hôn, người Tiền Ti. Năm 329, Diệp Diên kế thừa Hãn vị, ông đã lấy tên của vị khắc Hãn đầu tiên làm quốc hiệu, cũng đổi họ thành Thổ Cốc Hôn. Năm 609, quân Tùy Tùng đánh bại Thổ Cốc Hôn. Phần lớn khu vực Thanh Hải ngày nay đều trở thành đất đai của nhà Tùy. Năm 635, Đường Thái Tông hạ chiếu khiến Thổ Cốc Hôn chính thức trở thành thuộc quốc của nhà Đường. Năm 663, Đường Cao Tông Long Sóc năm thứ 3, Lộc Đông Tán của Thổ Phiên tiến công, dưới sự giúp đỡ của phản thân, thuận lợi công chiếm được Thổ Cốc Hôn. Hán quốc Thổ Cốc Hôn từ đó hoàn toàn diệt vong. 12. Vương quốc Đại Lý. Năm 937, Đoàn Từ Bình, một vị tướng cũ của nhà Nam Chiếu, đã liên lạc với một số quý tộc ở miền Đông Vân Nam, cùng nhau tiêu diệt Đại Nghĩa Ninh, xưng đế, xua đổi quốc hiệu thành Đại Lý. Năm 1147, sau khi chuyển ngôi cho Đoàn Chính Hưng, Đoàn Hòa Dự tuyên bố xuất gia. Từ đây thế lực nhà Đại Lý ngày càng suy yếu, lụn bại. Đến năm 1253, đại quân Mông Cổ Nam Hạ bắt đầu xâm chiếm nước Đại Lý. Năm kế tiếp, quân đại Mông Cổ bắt sống Đoàn Hưng Chí, Đại Lý diệt vong. 13. Vương quốc Lâu Lan. Mùa xuân năm 1980, đội khảo cổ Tân Cương về con đường tơ lụa
đồng thời cũng đến La Bố Bạc để tìm hiểu về vương quốc Lâu Lan cổ xưa. Họ phát hiện ra một phần mộ của người Lâu Lan. Trong văn hiến lịch sử có ghi chép, từ sử ký, hán thư, bắt đầu Lâu Lan chỉ trải qua mấy trăm năm, sau đó biến mất một cách thần bí vào thế kỷ thứ tư. Nền văn minh Lâu Lan làm thế nào thất lạc? Đây là một nghi vấn được tranh luận cả một thế kỷ. Cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa có một người nào đủ khả năng đưa ra câu trả lời chính xác. Trong số hàng chục loại suy đoán thì có 3 dạng suy đoán được cho là tương đối mang tính đại biểu nhất, đó là hoàn cảnh tự nhiên biến hóa, trung tâm chính trị kinh tế chuyển dịch và hoạt động của con người phá hoại đến tự nhiên. 14. Vương quốc Quy Tư. Vào thời kỳ Tây Hán Tuyên Đế, bởi vì tiên vương Quy Tư giết chết giáo úy Lại Đan, trưởng La Hầu Thường Huệ tập hợp 5 vạn binh mã tấn công Quy Tư. Quy Tử Vương Giáng Tân lập tức xin quy hàng. Năm 397, Lữ Quang phụng lệnh của Phủ Kiên tấn công Quy Tư, đánh bại Quy Tư và liên quân trừ quốc. Hơn nữa còn mang Cao Tăng, Cù Mà Là Thập trở về Trung Nguyên. Năm 840, người hồi cốt truyền về phía Tây, từ đây nước Quy Tư hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Năm 1758, Quy Tư một lần nữa bị sáp nhập vào bản đồ Trung Nguyên. 15. Vương quốc Đại Uyên, Hãn quốc Hạo Hạn. Năm 110 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế phái Hàn Bất Hạt làm sứ giả cùng sứ đoàn đến Đại Uyên, mong rằng có thể dùng hoàng kim để đổi lấy thiên mã. Nhưng người Đại Uyên tham lam tài vận của nhà Hán, vì vậy giết chết Hàn Bất Hạt. Năm 106 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế triệu tập binh lực, lệnh cho Lý Quảng Lợi một lần nữa tiến công Đại Uyên. Quân đội nhà Hán bao vây thành Đại Uyên. Với tình thế này, các quý tộc nhà Đại Uyên làm phản, giao ra Đại Uyên Vương và thiên mã. Lý Quảng Lợi chém đầu Đại Uyên Vương. Năm 107 trước Công Nguyên, quý tộc nhà Đại Uyên đưa vương tử đến nhà Hán làm con tin. Đến thời nhà Thanh, Đại Uyên thay tên thành Hãn quốc Hạo Hãn, tới thời cận đại trở thành lãnh thổ của Uzbekistan, Hãn quốc Hạo Hãn bị diệt vong. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!